Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Thương trường và Pháp luật của Truyền hình Nhân dân. Kính thưa quý vị, trên báo chí cũng như trong đời sống thực tế, chúng ta thường gặp những cái sự kiện gây bức xúc trong công luận, đặc biệt như là vấn đề khai thác cát tạo ra những cái sụt lún hoặc là gây ách tắc dòng chảy. Rồi việc khai thác những cái mỏ nhỏ lẻ ở địa phương tạo ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, vân vân. Nghĩa là trong vấn đề quản lý, việc cấp phép và khai thác, quản lý nhà nước các cái mỏ địa phương dường như đang tồn tại một số những hạn chế, những bất cập cần phải được nhận diện để sửa chữa. Và ngày hôm nay với chủ đề đó, chúng ta sẽ làm rõ những cái kẽ hở, những cái tồn tại trong quá trình cấp phép và quản lý nhà nước đối với những cái mỏ do địa phương quản lý. Với sự giúp đỡ của hai vị chuyên gia, xin được trân trọng giới thiệu ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. Xin chào quý vị. Luật sư Hoàng Tùng, đấy tôi là luật sư Hà Nội. Xin chào. Vâng, rất là cảm ơn hai vị chuyên gia đã đến với chương trình. Trước hết xin được hỏi Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh, ở góc độ quản lý nhà nước ấy, thì theo ông có thể cho biết là hiện nay những cái dạng tài nguyên nào mà được phân cấp cho địa phương quản lý ấy, và các cái nội dung phân cấp đó là như thế nào? Trong cái khoản 2 điều 82 của luật khoáng sản thì quy định cái thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn, tức là đấy là phân loại theo loại khoáng sản, tức là ở mọi quy mô cứ là vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của điều 64 của luật khoáng sản và than bùn thì ủy ban tỉnh được cấp phép. Thứ hai ấy, là các loại khoáng sản khác, các loại khoáng sản khác tức là khoáng sản mà thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên Môi trường, tuy nhiên ấy, nó ở cái quy mô nhỏ lẻ, phân tán và nhỏ lẻ thì cũng được phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nhưng với cái điều kiện là phải được Bộ Tài nguyên Môi trường khoanh định cái diện tích khu vực đó, xác nhận nó là khu vực phân tán nhỏ lẻ, tức là các diện tích đã điều tra, khoanh tán nhỏ lẻ sau đó thì phê duyệt và sẽ phân cấp cho địa phương. Và một cái nội dung nữa mà thẩm quyền của tỉnh đó là khai thác tận thu khoáng sản. Rất là cảm ơn ông. Vậy thưa luật sư Hoàng Tùng, ở góc độ pháp lý thì theo ông những cái nội dung quy định quản lý nhà nước về vấn đề phân cấp quản lý cái khai mỏ địa phương á, như là Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh vừa rồi trình bày đó, ông có bổ sung gì thêm không ạ? Hoặc là ông có những cái bình luận gì về cái những cái nội dung quy định của nó? Tôi cho rằng luật khoáng sản năm 2010 thì cũng đã rất là chi tiết cụ thể. Cái quy định mà phân cấp này cũng đang thực hiện tốt cái vai trò của địa phương đối với cái việc quản lý và cái việc thăm dò cũng như là việc khai thác khoáng sản. Dạ. Thưa ông Thanh, vừa rồi ông có nói đến vấn đề tức là một số những cái mỏ mà do bộ quản lý nhưng nếu được xác nhận rằng là nhỏ lẻ thì sao được địa phương quản lý. Đúng thì rồi. Theo ông cái khái niệm nhỏ lẻ đó, tiêu chí nó có rõ ràng không ạ? Ví dụ trong cái khoản 1 của cái điều 21 đã quy định rất rõ. Chẳng hạn như là cái khoáng sản nó ở cái quy mô, tức là điều đầu tiên là điều kiện của nó là phải được điều tra, đánh giá. Và điều tra đánh giá là do nhà nước điều tra đánh giá, mà cụ thể là Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá thì mới biết được là khoáng sản nó ở cái dạng quy mô nào. Quy mô công nghiệp thì là thuộc thẩm quyền cấp phép của Trung ương. Thế còn những cái khu vực mà nó nằm độc lập này, nó nhỏ lẻ, nó không nếu mà đầu tư quy mô công nghiệp thì không đạt hiệu quả, thì lúc đó nhà nước sẽ khoanh định lại, trừ cái khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường. Bởi vì vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thì là chúng ta đã phân cấp toàn bộ về mọi quy mô rồi. Thế còn khoáng sản khác thì người ta sẽ xác định là chẳng hạn như là kết quả là những cái khu vực mỏ mà như kiểu như ta nói nôm na là cái đầu thừa đuôi thẹo thôi, nó nhỏ thôi. Hoặc là những cái khoáng sản nằm độc lập mà ở cái quy mô đó mà nếu như đầu tư công nghiệp thì không được. Vâng, rất là cảm ơn Phó Tổng cục trưởng. Thưa luật sư Hoàng Tùng, rõ ràng là những cái quy định về quản lý tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên về xây dựng ở địa phương đã có những cái sự biến chuyển. Nhưng mà trên thực tế vẫn còn những cái bức xúc liên quan tới vấn đề khai thác nó, đặc biệt là vấn đề cát sỏi cho dòng sông. Thậm chí người dân phải lập những cái đội tự vệ, đúng không ạ? Thay vì nhà nước bị bất lực. Vậy. Theo tại sao có tình trạng đó? Tôi cho rằng để việc quản lý thì tôi thấy là vẫn là chưa nghiêm. Mặc dù chúng ta đã có quy định của pháp luật về kể cả quy chế phối hợp để phát hiện ra, đến lập được biên bản và để theo dõi lập quả tang rồi bắt quả tang, thì cái quy trình xử lý của chúng ta còn bị rất là trồng chéo trong cái việc phân cấp quản lý. Và thứ hai là vì lợi nhuận nó quá lớn, lợi nhuận của cái việc khai thác trái phép này lớn thì họ lại lợi dụng các cái giấy phép, thì
cái việc mà để xảy ra những cái đó thì tôi cho rằng chủ yếu là chúng ta chưa đủ mạnh. Mặc dù báo chí phát hiện ra rất nhiều, đúng không ạ? Rồi đơn thư, rồi khiếu kiện của bà con nhiều chỗ, nhiều nơi, cái tình trạng của bà con đưa đơn đi khiếu kiện là kéo dài. Có chứ ạ, kéo dài. Thế nhưng mà cái sự xử lý nó chưa triệt để, và dẫn đến là hậu quả vẫn không khắc phục được. Dẫn đến là vừa là vi phạm môi trường, vừa là gây thất thoát cho cái tài nguyên và thất thoát cho cái ngân sách. Thế còn ở cái mảng nữa là các, nhất ở các cái mỏ mà như anh nói là phân tán nhỏ lẻ, thì cái lượng tài nguyên mỏ ở đây thì đặc biệt là có giấy phép đầy đủ. Tôi nói là hầu như là có giấy phép đầy đủ. Thế nhưng còn các cái bãi khai thác mà chui rồi thì của phỉ hay các thứ, mình nói chung là các loại còn nhỏ lẻ hơn nữa ấy, thì cũng có. Thì cái đặc biệt ở cái loại đó thì cái lực lượng quản lý của ta, nhất là phân cấp quản lý cho địa phương. Thế nhưng thực tế là địa phương, cái cán bộ quản lý ở địa phương đó có thực sự là đảm đương hết cái vai trò chức trách của cán bộ công chức, hoặc là có cán bộ nào bị xử lý vi phạm hành chính, hoặc là bị xử phạt, hoặc bị cảnh cáo cách chức về các cái việc mà phân cấp quản lý ở địa phương mình hay chưa? Thì chưa có. Tôi khẳng định là chưa có. Chủ yếu là rút kinh nghiệm cảnh cáo thôi. Đấy, thì tức là cái răn đe ở đây chúng ta là chưa cao, và cái quy chế phối hợp đó chưa thực chất. Ngoài ra đó, còn có một cái điểm nữa, thưa luật sư Hoàng Tùng. Chúng ta thu cho ngân sách dựa trên cái cơ sở mà doanh nghiệp tự kê khai sản lượng khai thác. Theo ông đây có phải là một quy định tốt? Liệu có kẽ hở nào để doanh nghiệp có thể trốn thuế, hoặc là trốn thu ngân sách, hoặc là thực hiện những cái lạm dụng vì lợi ích của mình, hoặc là lợi ích nhóm hay không ạ? Tôi cho rằng đối với cái việc thu thuế dựa trên cái yêu cầu của cục thuế và cái luật đó đã quy định, luật thuế quy định như thế rồi, được quyền thì đấy, đó là cái quyền và đồng thời cũng là nghĩa vụ của anh phải trung thực, đúng rồi. Thế thì cái khâu ở đây là cái khâu kiểm tra lại thôi. Thì chúng ta đã nói là chúng ta cho địa phương, và bây giờ địa phương phải có trách nhiệm phân cấp quản lý rồi thì cứ nã vào cái ông địa phương. Thì có nghĩa là chúng ta đi thẳng vào vấn đề là anh kiểm tra, anh có phát hiện ra, thuế có phát hiện ra hay không? Thì cái liên thông giữa thuế đối với các sở tài nguyên là như thế nào? Thì thanh tra sở tài nguyên có phát hiện ra hay không? Thì tôi nói là vẫn lại là quay lại cái công tác cán bộ để chúng ta xem xét. Và như vậy rõ ràng là để mà xử lý cái việc này thì chúng ta cần phải tăng cái năng lực thanh tra thực tế, đúng không ạ? Và phạt bổ sung với những chế tài nặng để mà tạo sự răn đe đối với doanh nghiệp. Những năm trước, tình hình khai thác tài nguyên khoáng sản diễn biến khá phức tạp. Với sự vào cuộc của ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương, tình trạng này đã và đang được chấn chỉnh. Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, hoạt động thăm dò khai thác chế biến khoáng sản được chính quyền các cấp quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ. Tuy nhiên, thực tế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, làm thất thoát tài nguyên, tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân xung quanh khu vực có mỏ như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tiếng ồn, rung chấn nứt toác nhà cửa, gây khiếu kiện kéo dài. Hoạt động khai thác chế biến khoáng sản của các doanh nghiệp vẫn còn những hạn chế bất cập. Đáng chú ý là một số đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản xây dựng cơ bản chậm so với tiến độ, chưa chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, tổ chức giám sát môi trường chưa đúng quy định và chưa tiến hành đăng ký nguồn thải chất nguy hại. Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã tìm cách lách giấy phép khai thác, gây thất thoát tài nguyên và thất thu thuế nhà nước. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp còn chưa chú trọng đầu tư về vốn, kỹ thuật, công nghệ để khai thác chế biến ra sản phẩm có giá trị cao, mà chủ yếu vẫn còn tập trung khai thác để xuất khẩu nguyên liệu thô, làm suy giảm lãng phí tài nguyên khoáng sản. Ở một số địa phương, người dân không đồng tình, thậm chí mâu thuẫn gay gắt với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản do sản xuất, sinh hoạt và môi trường sống bị ảnh hưởng. Vâng. Như vậy là chúng ta đã đề cập tới những cái tồn tại, ví dụ như là khai thác tài nguyên ở cấp địa phương mà lại không phép, chủ yếu dựa vào bảo kê và quan hệ. Thứ hai là khai thác sai phép và trái phép, thậm chí là mới được cấp phép cái này đã làm cái kia. Đấy. Mới được thăm dò mà là chi đã khai thác rồi. Và cái thứ ba chúng ta vừa nói đến xong, đó chính là gọi là việc cấp phép hớ, do chúng ta thiếu thông tin, thiếu trách nhiệm, thiếu năng lực, nó tạo ra những cái giấy phép mà mang lại lợi ích cho doanh nghiệp rất lớn, trong khi nhà nước thì thất thu hoặc là tài nguyên thì là bị thất thoát. Và thưa Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh, thì liệu còn một vấn đề nữa,
đó là vấn đề về cái hậu quả của cái việc mà quản lý nhà nước đó, sau khi cấp phép, đó là vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân và đặc biệt ảnh hưởng đến giao thông. Thế thì những cái hệ lụy như thế này thì hiện nay chúng ta quản lý và xử lý làm sao thưa ông? Ngoài cái việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thì thực ra là trách nhiệm quản lý nhà nước của các địa phương nếu nhìn nhận một cách khách quan là cũng đã cải thiện được rất nhiều. Và có thể nói rằng là cái tình trạng mà cấp phép mà chúng ta trước kia hay cụm từ là tràn lan ấy, trước những năm 2010, 2012 ấy, thì đến bây giờ phải khẳng định rằng là về cơ bản là giải quyết được. Cái số lượng giấy phép cấp hàng năm của địa phương theo chúng tôi thống kê giảm một nửa so với trước đây. Tất nhiên là cái giảm này cũng có một phần là do thị trường, nhưng khẳng định rằng là cái cơ chế và cái kiểm soát chúng ta chặt chẽ hơn. Rồi là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, phải khẳng định rằng từ năm 2012 đến thời điểm gần đây thì năm nào cũng giảm, khẳng định là giảm. Còn là chấm dứt chưa thì chắc chắn là chưa, nhưng mà giảm. Còn tất nhiên có những cái tình trạng là khai thác nó càng ngày thì vì chúng ta quản lý càng chặt chẽ hơn, cái trách nhiệm của địa phương nhiều hơn, và cái khẳng định rằng là vào cuộc của các cơ quan, đặc biệt là Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, cái lực lượng về cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông, cảnh sát đường thủy của bên Bộ Công an, rồi bên Bộ Quốc phòng, bên cảnh sát biển, thì phải khẳng định rằng là nó giảm đi rất nhiều, chứ không phải là chúng ta phải nói khách quan là giảm nhiều, nhưng bảo là hết chưa thì chắc chắn là chưa hết. Và vì chúng ta quản lý càng chặt chẽ hơn thì thực tế là nó cũng đi vào cái tinh vi hơn, chúng ta phải nói đến chỗ đó. Thành ra khó cái việc ấy. Còn nếu mà bảo rằng là có không giảm thì không đúng, chắc chắn là giảm, và tôi khẳng định là giảm. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai ấy, bây giờ như anh vừa hỏi về cái hậu quả của nó ấy, thì thực ra là đặc biệt là đến môi trường và đến cái đời sống của người dân, cũng như thì, là vấn đề thì ở đây có hai việc thì, cũng phải nói mình nhận rất khách quan là từ khi có luật khoáng sản, đặc biệt là các quy định của luật và chúng ta có chế tài xử phạt nặng hơn, chặt chẽ hơn. Như tôi vừa nêu ấy, bây giờ quy định là doanh nghiệp là không lập bản đồ hiện trạng là phạt, trước kia không có. Lập nhưng mà không quản lý lưu giữ, bởi vì trong quy định của nghị định điều khoản 1 điều 63 của luật quy định rồi là doanh nghiệp phải lưu giữ cái bản đồ hiện trạng, và anh biết là bản đồ hiện trạng và các hiện trạng là tài liệu kỹ thuật để xác định cái sản lượng khai thác thực tế hàng năm của doanh nghiệp, để chúng ta đối chiếu doanh nghiệp làm là đúng hay sai. Sau đó thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường, thông tư 02 năm 2013 hướng dẫn thì chúng ta quy định là lập không lập là phạt, lập rồi nhưng lưu trữ không đầy đủ cũng phạt, lập mà không chính xác cũng phải phạt. Đấy là bản đồ nhé. Còn lập sổ sách chứng từ để xác định sản lượng thì như thông tư 61 cũng đã quy định rồi. Thì nên tôi mới nói rằng là cái chế tài của chúng ta là rất chặt chẽ, kể cả đối với lại doanh nghiệp đã cấp phép. Lập để mà không chỉ xác định sản lượng mà còn để hoàn trả môi trường. Đúng rồi, không thì tức là đầu tiên là chúng ta xác định lại cái sản lượng đó. Thứ hai ấy, thì trách nhiệm của doanh nghiệp là gì khi kết thúc khai thác? Thì có hai câu chuyện là nếu giấy phép khai thác chấm dứt hiệu lực, thì giấy phép khai thác chấm dứt hiệu lực trong những trường hợp: một là giấy phép hết hạn, hai là bị thu hồi, ba là doanh nghiệp phá sản hải thể, bốn là nhà nước là bốn cái trường hợp đó: phá sản hải thể, thu hồi và hết hạn. Thì những trường hợp đó là doanh nghiệp phải lập cái đề án đóng cửa mỏ. Vâng, rất là cảm ơn ông. Như vậy là chúng ta đã đề cập tới một loạt những cái tồn tại, những cái hạn chế, và nếu không nói là cả những kẽ hở trong quá trình quản lý các mỏ. Trước hết đó là vấn đề về không phép bảo kê mà vẫn khai thác các tài nguyên cấp địa phương. Thứ hai như là ông Thành vừa bổ sung thêm, đó là vấn đề cấp phép tràn lan, thậm chí cấp phép trùng lắp. Cái thứ ba nữa là các cái doanh nghiệp mà hoạt động quản lý khai thác sai và trái phép. Cái thứ tư nữa là có một cái điểm mà mặc dù là cũng không phải là phổ biến nhưng mà cũng đã từng có, đó là cấp phép hớ, cấp phép mà nó không dựa trên những cái số liệu chính xác về mặt tiềm năng tài nguyên, khiến cho là tài nguyên bị thất thoát cũng như là ngân sách thì không thu được, trong khi doanh nghiệp được hưởng lợi lớn. Và cuối cùng là vấn đề về khắc phục những cái hậu quả của quá trình khai thác xảy ra. Rõ ràng đấy là những cái kẽ hở cần phải được nhận diện để mà xử lý. Chúng ta đến câu hỏi cuối cùng của vấn đề, vậy thì làm thế nào để bịt lại những kẽ hở chúng ta vừa nêu? Câu hỏi trước hết xin dành cho luật sư Hoàng Tùng. Theo tôi, nó xuất phát từ cái nguyên nhân như anh vừa nói và chúng ta vừa bàn, thì trong đó có một nguyên nhân từ cơ sở, đó chính là cái năng lực chỉ đạo của lãnh đạo địa phương đó, là đặc biệt là chủ tịch, chức chủ tịch ủy ban nhân cấp tỉnh, chịu trách nhiệm với chính phủ, với bộ, chủ tịch ủy ban nhân huyện đối với tỉnh, và chủ tịch ủy ban cấp xã nơi mà có cái nguồn tài nguyên khoáng sản đối với huyện, xử phạt thật nặng và thực hiện các cái quy định của pháp luật về xử lý cán bộ công chức thật nặng, thật nghiêm khắc. Và nếu xem xét thấy tình trạng kéo dài và chậm trễ, cũng như là để xảy ra không giải quyết dứt điểm được đơn thư kéo dài
ảnh hưởng tới an ninh chính trị của địa phương thì thậm chí phải xem xét đến cái trách nhiệm hình sự trong cái vai trò quản lý nhà nước của ông. Thì trong cái chỉ thị 38 đã quy định rất rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh phải làm gì. Rất cụ thể rồi, tôi không nêu ở đây. Thì trước tiên là Ủy ban tỉnh và các bộ ngành phải dọi vào cái chỉ thị vừa mới ban hành thôi là thực hiện rất nhiều nội dung ở trong đó. Và đặc biệt như tôi nói, một là phương án bảo vệ khoáng sản trước khai thác, đấy là trách nhiệm của tỉnh. Hai là ban hành quy chế phối hợp giữa các địa phương và vùng giáp danh. Cái phần này thì phải nói rằng là trong thời gian khoảng 3 năm qua, cái sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, Chính phủ và các vào cuộc các bộ thì đến bây giờ là có thể nói là cỡ khoảng hơn 2/3 các địa phương đã làm thực hiện việc này. Bây giờ cái việc là cái việc quan trọng nhất là phải, tôi được thống kê cỡ khoảng trên dưới 50 tỉnh rồi đấy, ban hành các cái nội dung tôi vừa nêu, nhưng bây giờ là thực thi nó thế nào. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai ấy, là trong cái như anh vừa nói ấy, thì tôi đính chính lại ấy, là phải đính chính rằng là gì, là cái tình trạng cấp phép khai thác tràn lan trước đây là đến bây giờ đã khắc phục được. Cái này chúng ta phải khẳng định với sự vào cuộc rất quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành thì phải khẳng định được là cái tình trạng cấp tràn lan đã được khắc phục và bây giờ giấy phép cấp chỉ bằng nửa ngày xưa thôi. Những cái điều quan trọng đó là gì, là phải giả soát lại như anh vừa nói. Bởi vì tôi cũng xin đính chính là cái việc anh dùng cụm từ là cấp phép hớ ấy, thực ra cái này thì nó cũng có hai cái câu chuyện. Khách quan có nhưng chủ quan cũng có. Khách quan ở đây là gì, là quy định của pháp luật tại thời điểm đó của chúng ta chưa chặt chẽ, cho phép là cấp phép mà không thông qua hình thức, không cần thăm dò anh ạ. Thành ra chính vì cái đó thì bây giờ cái trách nhiệm của tỉnh lại là gì, là phải giả soát lại những cái giấy phép mà đã cấp trước đây mà chưa có cái chữ lượng, là dứt khoát là phải giả soát lại và yêu cầu doanh nghiệp là thăm dò bổ sung hoặc là thăm dò nâng cấp để xác định cái chữ lượng thực tế. Mà cái này chúng ta phải kiểm soát bằng trách nhiệm của người, như anh nói, ngoài cái việc là trách nhiệm của ông công chức viên chức người lãnh đạo rồi thì chúng ta phải nâng cao cái trình độ năng lực và cái sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn để làm sao đó mà chúng ta kết luận được là một cái mỏ đó là chất lượng ra sao, như anh vừa nói, để lúc đó chúng ta biết được như vậy là quy mô đến đâu. Và nó có một cái đầu tiên, trách nhiệm đầu tiên của tỉnh tức là thu tiền cấp quyền, và lúc đó thì phải bổ sung chứ không đây thì đó là, và trường hợp cần thiết nữa thì nâng cấp cái quy mô quản lý lên cấp bộ. Thì đấy là cái mà như anh cấp phục cũng mà nói. Thì còn ngoài ra ấy, thì những cái khác ấy là chúng ta phải đúng là và thật là chấp hành và kiên quyết xử lý cái các cái vi phạm của các doanh nghiệp, bởi vì như anh Tùng nói đấy là trách nhiệm là của công chức viên chức rồi người lãnh đạo. Thì thực ra là chỉ thị 38, nghị định 23, nghị định bây giờ là nghị định 36 quy định xử phạt hành chính lĩnh vực khoáng sản có hết bác anh, là bây giờ cái vấn đề thực hiện như thế nào thôi đấy, thì đó là chúng ta thì phải làm thôi. Và còn đặc biệt thì bây giờ thì ngoài cái gọi là quy định về kỷ luật cán bộ công chức theo quy định của luật cán bộ công chức ấy, thì anh đều biết là năm 2022 cũng lần đầu tiên Chính phủ ban hành cái nghị định 19. Nghị định 19 là quy định về xử lý trách nhiệm của cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra. Cái đây là lần đầu tiên anh ạ, là trong đó quy định rất rõ hình thức kỷ luật. Phát hiện ra vi phạm mà không phạt là bị kỷ luật. Đúng. Thì kỷ luật từ hình thức hạ bậc lương đến thiên chuyển công tác, cách chức, mà thậm chí cảnh cáo, và cuối cùng là có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì báo cáo anh là ở trong nghị định 19 của Chính phủ vừa ban hành là có rồi. Thành ra bây giờ là thực thi thôi. Vâng, rất là cảm ơn ông Lại Hồng Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, cũng như luật sư Hoàng Tùng đã có những cái phân tích rất là thấu đáo, và đặc biệt là có những cái đề xuất rất là thẳng thắn, rất là thiết thực để góp phần đảm bảo bịt lại những cái kẽ hở trong quá trình cấp phép quản lý tài nguyên ở địa phương. Kính thưa quý vị, khoáng sản, mỏ, đó là tài sản quốc gia, đó là lợi ích quốc gia. Việc nhận diện những cái kẽ hở, những cái tồn tại, những cái hạn chế trong quá trình quản lý các cái lợi ích và các tài nguyên này là trách nhiệm chung, đặc biệt là của các cơ quan chức năng. Việc nâng cao cái nhận thức, nâng cao cái năng lực pháp lý, đặc biệt là trách nhiệm triển khai của các vị chức năng, kể cả thăm dò, kể cả cấp phép, kể cả quản lý hậu cấp phép, cũng như cơ quan thanh tra kiểm tra là cần thiết. Bên cạnh đó cũng cần gia tăng những cái biện pháp giám sát xã hội và các cái thông tin cần thiết khác để đảm bảo nhận diện và xử lý kịp thời những cái sai phạm. Đó là yêu cầu cần thiết trong thời gian tới, mà chúng tôi cho rằng là mặc dầu đã có những cái chuyển động rất là tích cực trong thời gian vừa qua, nhưng vẫn cần phải được thúc đẩy trong thời gian tới. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết.
Rất cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.